Rồi bây giờ em coi cái sổ thuốc của chị nè ha. Sổ thuốc của chị là chị bị là rối loạn chức năng tiền đình, rối loạn giấc ngủ. Thì em coi cái sổ này ở chị khám vậy nè. Gì đâu mà sổ sách nào quá trời luôn nè. Đó đi từ mấy năm chờ ngày nè. Bây giờ ta hiện tháng 3 nè, tháng 3 này đi nữa mà nhưng mà bị ta bị rối loạn chức năng tiền đình, giống như là chị hay bị đau đầu, nhức đầu. Đúng rồi. Luôn. Rồi bây giờ chị nói lại giống như hồi nãy giờ chị nói cái gì đó, sao chị bị như thế nào chị nói em nghe. Em nói là bắt đầu em đi khám là em thấy sao mà em đau. Chị nói lớn lên. Bắt đầu em khám em sao nó đau mà em ói mà đi đang đi bán số té gì nè. Cái bắt đầu ta đưa em vô bệnh viện Chợ Rẫy á, là bắt đầu đi khám là đi chụp này nó ra này, rồi ra luôn gan bị nhiễm gan CB mà loại A mà coi như là mà đo ra được 562 con đó, nếu em không chữa trị thì em sẽ chết. Là năm rồi đó, rồi bắt đầu chồng em nó đi, bắt đầu gia đình nó người này gom chút với chồng em ở trong chủ nhà hàng nó cho tiền cho được mua bốn củ 16 triệu, nhưng mà cái rồi trong bệnh viện cô bác sĩ đó cô thấy em bán số nghèo quá, cũng bắt đầu chỉ dẫn mua hút 6 triệu một hũ đủ 4 tháng mà 3 tháng tái khám lần nữa, một lần là đi 1,5 triệu. Bây giờ là tới ngày á, nhưng mà em không có tiền, giờ chồng em á thì thất nghiệp mà em không có bán số. Rồi bắt đầu là bây giờ tháng thứ ba này nè, năm tay tháng 3 là em đi nè, mà giờ qua rồi em không có đi một lần là 1,5 triệu nữa. Tiền thuốc không là 1,5 triệu, mà có bảo hiểm không tính vô bảo hiểm. Tiền thuốc này là không tính vô bảo hiểm, mà thuốc đau đầu thì tính vô bảo hiểm, còn thuốc gan siêu bê là không tính vô bảo hiểm. Thuốc gan này cũng mở rồi bị bao tử, em chị vừa chị bao tử luôn, bao tử em giờ uống thuốc là không chịu nổi. Cái bao tử em nó giờ bác sĩ nói là trong hai cái phải chị một cái trước, nhưng mà em chị bao tử nó hết rồi. Rồi bây giờ uống cái gan này vô nó tái lại cái bao tử đó, rồi đã vậy em bị cái cổ nè, chụp cái cổ nè, trong cái này mắt của em á, mà em nhức lên là mắt em cũng thấy mắt mờ mờ, đau kinh khủng luôn á. Bởi vì em muốn lên đây nhờ anh Sang giúp em cho bớt cái đau đầu với lại cái cổ để em đi bán. Em nghĩ hai năm nay em lên em cầu cứu làm mà bút bê như mama vậy. Chủ nhà hàng nói cho tiền đó, thậm chí chủ nhà hàng nói là cho tiền để dành nó đi chữa bệnh. Rồi em không dám ăn với uống gì hết. Cái mua chủ nhà hàng để chủ nhà hàng để em làm nó mười mấy năm rồi. Mình làm công phải không? Dạ làm công. Rồi giống như là anh làm ở đó. Là người ta cho được nhiều trị bệnh mà. Người ta cho để dành cho được 30 mấy triệu trị bệnh, giờ còn nhiều em sắm vàng để đây em. Tự vì chủ bệnh em không biết sống chết ngày nào. Ngày nào tại vì bữa hổm nó là em đi khám á là bác sĩ nói nếu em không chữa trị sẽ chết. Bởi vì giờ ổng thất nghiệp nữa, bây giờ cái mùa dịch đó giật chủ nhà hàng đóng cửa rồi, đóng cửa bữa 16 tây đến giờ, rồi em cũng không đi bán. Bây giờ em đi bán thì cái nắng quá em bị đau đầu em sẽ té nữa, rồi em ói mà té mà đau đầu, ói mặt xanh luôn á. Em đi làm nhờ cái tiền bo đó. Đó rồi giờ giấy tờ em có đầy đủ hết. Giấy tờ đầu của em có luôn mà chụp đầu luôn mà. Anh Sang đi coi nguồn nước. Đầu bị gì? Đó cái đầu đó chị. Nói chung là bây giờ vậy ha. Thì hồi nãy á là mình cũng có chia sẻ sơ rồi ha, và bây giờ mình cũng đã xem hết tất cả các giấy tờ rất là nhiều ha, bệnh tình nè, sổ sách nè ha, sổ sách bệnh tình rồi hồ sơ bệnh án từ hồi đó giờ. Dạ rồi bây giờ vậy nè, đã nãy mình nói rồi, hiện tại là cái dịch corona nó đang bùng phát. Đúng rồi, em biết rồi. Và anh Sang anh sẽ không có mà giúp tiếp nhận ai đến nhà để mà giúp mà nhấn xương này kia nọ, ảnh là chỉ xoa bóp rồi để cho nhẹ nhàng khỏe thôi. Còn cái xương của mình nó bị cong á thì cái này rất là khó. Ví dụ như xương mình á, bữa cái chị kia vừa trật xương á, ảnh chỉnh vô cái nó vô ngay rồi, còn cái này của mình nó bị cong thì cái vấn đề này mình chị không có rành. Thì mấy cái phim này mình cũng không có biết coi như thế nào, tại vì mình không phải bác sĩ, và chị anh Sang thì ảnh biết. Đúng rồi đó. Thì bây giờ cái hồ sơ giấy tờ này mình bệnh rất nhiều. Thật sự ra là mình không có mà tiếp ai hết. Nhưng mà bây giờ là hai vợ chồng đến đây là cảnh nói là bệnh tật khổ khó khăn này kia. Thì bây giờ mình chỉ là tiếp nhận cái câu chuyện của gia đình mình ha. Thì giống như hồi nãy giờ là em chia sẻ là em bị bệnh đủ thứ hết vậy đó. Thì trong sổ sách này cũng có rõ ràng là như vậy.
thì nãy chị có nói là bây giờ cái cổ của mình đó, thì sắp tới là anh hãy xem trên YouTube, anh sẽ chia sẻ những cái bài thuốc muối hộp rất là đơn giản, xào muối hộp với ngải cứu. Anh ra ngay chỗ mà mấy người bán nước sâm á, anh ra chỗ tiệm thuốc ba, thuốc bắc, thuốc nam được không? Mấy người bán nước sâm á, nó có bán ngải cứu, ngải cứu uống nó mát, rồi anh cắt ra với muối hộp với gừng rượu, anh xào lên, xào lên để cho vợ anh nằm xuống cái cổ rồi bó lại, nó rất là nhẹ. Còn nếu anh không có thì anh chỉ cần lấy là muối hộp không thì nó nhẹ, nó đỡ đau ha. Đó là cái cách thứ nhất đơn giản tại nhà, nó làm cho mình nhẹ. Mà cái cổ mình đã dậy rồi thì nói chung là phải nhấn cho nó đỡ nữa. Đúng rồi. Thứ ba nữa là mình nếu như có điều kiện thì đi đến chỗ mà mình nói xung điện á, thì hồi xưa mình bị á là người ta sẽ cà vô, người ta thông mặt cho mình, cho cái mặt mình nó thông thì nó sẽ nhẹ nhàng, nó đỡ đau. Nó nằm ở cái chỗ đó, nằm ở quận 3, đường Nguyễn Thông. Lúc trước á là em vô em chị ở đó là em nhức bàn khớp không luôn á, mà đi một liệu trình nó cũng rẻ lắm. Còn có điều kiện nữa thì đi qua bên thầy nhân bó thuốc. Thì sau này mình có tiền mình cũng không rành với đó thì cũng chắc cũng bó thuốc là cũng vài triệu, là bên tây y, bên đông y á. Chứ mấy cái này mình uống thuốc tây cũng nhiều năm rồi đúng không, có uống không? Có đó, đây nè, em uống thuốc tây là mấy năm trời luôn, uống mà giờ cái bao tử của em là chịu hết nổi. Bây giờ mà coi như là bao tử em nhức đầu lên là em ói trong mặt xanh luôn á. Em làm nghề gì? Em bán số. Bán vé số. Còn anh đi làm bảo vệ. Thì nãy anh có đưa thẻ anh coi rồi. Mà bây giờ các cái nhà hàng nó bắt đóng cửa, anh thất nghiệp đúng không? Thất nghiệp. Giờ không có tiền để mà đi chạy chỗ uống thuốc. Và đến đây xin anh Sang là nhờ anh Sang nhấn giùm. Nhưng mà bây giờ anh Sang sẽ không có tiếp nhận để làm gì nữa. Anh phải giữ sức khỏe cho anh. Đúng rồi. Đó, thì giờ em có thông cảm điều đó. Rồi cái thứ hai nữa, nếu mà em nói đầu óc em không ổn định thì rối loạn tiền đình, thì cái hũ thuốc này nè, cái hũ thuốc này thì giống như em thấy á, chị có chia sẻ, cho nên em muốn đến xin để em uống. Dạ đúng ha, tạm thời để cho đầu óc em nó ổn định nha, chứ không phải cái này là để trị bệnh em, cái này là thuốc bổ. Nó giống như em nói là mắt em nó muốn mờ luôn hả? Em mà nhức lên là mắt em để từ xa đó chữ á còn không thấy luôn á. Cái điện thoại em bấm này, vậy em hai anh cầm tiền vậy nè, cái lát em tưởng là giấy trong dục vậy đó. Em có mấy đứa con? Dạ ba đứa. Dạ. Lớn nhất bao nhiêu? Một là lớn nhất là Tủ Châu đó. Là 22. Dạ. Nhỏ nhất là 10, Tủ Gà là 14 15. Đứa lớn nhất là 22. Thì cũng chúc mừng ha, bà có ba đứa con. Nhưng mà một đứa thì là con, là con chung hay con riêng hay như thế nào? Một đứa là con riêng, hai đứa là con chung. Bây giờ hai vợ chồng có hung thú gì không? Có đầy đủ luôn, không thiếu gì hết. Tại vì khi em chia sẻ lên là có cái ông nào nhảy vô nói là bà này vợ tôi đó. Không, em có cái đó em nói thiệt. Dạ, thì đó có khẩu luôn đầy đủ. Dạ. Thì để em chia sẻ lên cái mốt để nói bà này là vợ tôi, ông này vợ tôi hay là kia nọ. Biết mà em theo dõi mạng đàng hoàng. Ổng mắt rồi. Vậy chỉ là người giúp đỡ thôi em. Dạ biết. Đúng rồi, thì đó. Mạnh Thường Quân nào là tốt thì xấu giờ chuyện biết. Không, cái vấn đề đây là mình không phải là Mạnh Thường Quân gì, nhưng mà cái vấn đề đây mình đến á là gặp anh Sang nhờ nhấn cái cổ. Đúng rồi, dạ. Thứ nhất, thứ dạ, hai là cái đầu thì thứ hai nữa là mình muốn xin cái hũ thuốc này để mình uống. Dạ. Thì đó, hồi nãy á là chị cũng nói rồi, nó không phải trị bệnh mà nó làm cho mình tinh thần ổn định xíu, nó bổ não, nó cũng và bổ sức khỏe, là làm cho mình sáng mắt. Theo như mấy cô có chia sẻ cũng hay lắm, mà mắt em mờ thì cũng nên uống cái này. Em có bị tiểu đường không? Không. Ừ. Rồi đây cái hũ thuốc này bây giờ á đã đến đây thì đáng lẽ không có tiếp nhận ai hết, không có tiếp chuyện với ai luôn, vì mình tránh cái trường hợp cái mùa dịch rồi, ai nấy ở nhà cần gấp lắm mới thấy ấy. Mà giờ em đến đây rồi thì bây giờ chị sẽ biết được cái hoàn cảnh của mình, gia đình trong lúc cũng khó khăn, chồng thất nghiệp, mình bán vé số, mang bệnh tật rất là nhiều, và hồ sơ giấy tờ này đã chứng minh điều đó rất là rõ, nhiều năm rồi chứ không phải mới đây. Chị xác định điều đó
nó rất là rõ ràng. Có giấy luôn nè. Thì đó được rồi, chị coi giấy rồi. Giấy sơ gan rồi nè. Đủ rồi, chị coi rồi. Thôi giờ em để xuống đi. Chị coi hết rồi. Nhưng mà bây giờ em không có gặp được anh Sang. Thì chị sẽ gửi cái hũ thuốc này cho em uống nha. Để cho em tinh thần được ổn định chút xíu. Còn cái vấn đề để sau khi mà cái mùa dịch này, nếu em uống cái này em cảm thấy nó bớt nhẹ nhàng, và sau này á, có thể á, lâu lâu em sẽ ghé chị. Mời chị sẽ cho số điện thoại của chị, em có thể gọi chị. Rồi nếu như mà anh Sang có thời gian, hoặc là chị có thể gọi cho em, anh Sang có thời gian thì anh sẽ gặp em. Em đến nhà chị để gặp anh Sang. Tại vì thứ nhất là hai vợ chồng cũng khó khăn, có ba đứa con. Em thì bệnh tật đã nhiều năm, và chị rất là trân quý chồng em đi làm để nuôi vợ như vậy. Nhưng điều chị chúc mừng một điều là em á, có một cái gia đình, có chồng, có con. Em còn may mắn, tuy rằng em bệnh tật ha. Thì đó, cái đó chị nói thật. Có được gia đình, có chồng, có con, chỉ có các em mang cái bệnh tật. Thì bây giờ á, thứ nhất là cái thuốc này á, không phải trị bệnh, nó chỉ giảm cho ổn định ha. Thì đó, thì sau đó thì chị em uống hết thuốc này thì chị sẽ thấy cảm thấy nó khi nào anh Sang rảnh gọi qua cái mùa dịch này thì chị sẽ điện cho em tới đây để mà anh Sang có thể nhấn xương giùm em hay gì đó. Rồi cái thuốc này em uống hết thì chị có thể, nếu còn thì chị sẽ tặng tiếp cho em đó. Rồi ha, rồi bây giờ chị trao cái hũ thuốc này cho em. Đây ha, cái hũ thuốc này nè. Đó, cái này là cũng của Mạnh Thường Quân. Rồi sau khi người ta cũng gửi về để mà giữ đây, để cho mà chia sẻ những cái người mà có bệnh, đúng bệnh đúng. Thì ở đây thì chị chỉ có cái lời khuyên, sự giúp ý của chị thôi. Thứ nhất á, là bây giờ mình đã mang bệnh như vậy thì mình cũng phải giữ gìn sức khỏe. Khi mà em đã bị bệnh cái rối loạn tiền đình nè, đau đầu, bị gan, bị này bị kia, em không nên làm quá cố sức. Khi mà em cảm thấy mình mệt, em nên nghỉ ngơi. Tại chính chị là từng là người bệnh, chị biết. Em cảm thấy mình mệt, hãy nghỉ, chứ đừng cố nha. Không cố sức, nghỉ, khỏe xong rồi làm tiếp nha. Đó là cái thứ nhất. Để chi mình giữ sức khỏe mình được thì mình mới sống lâu với chồng con mình ha. Thứ hai nữa thì giống như những gì anh Sang hay chia sẻ, buổi sáng em nên uống có anh cô nước. Dạ, có xem không? Có xem, bởi em làm theo không hết luôn. Ừ. Là em mua thuốc gì uống, không mua thuốc gì 50 gói mà 120 nghìn. Rồi ha, bây giờ ha, thì mình uống nước ngày mình thường uống nước, mà trong cái mùa dịch corona này á, cũng nên uống nước, uống lần ít để cho cái cổ họng mình nó mềm. Ăn ít ngủ. Nhưng mà buổi tối đừng nên uống, buổi tối không nên uống nước nhiều. Thì theo những gì mà hồi đó mình có xem là bác sĩ có chia sẻ là mình buổi tối mình uống nước nhiều quá đó, khi mình ngủ á, thì nó sẽ bị ớn thận á. Dạ. Ban ngày nên uống nước nhiều đó. Mình uống dữ lắm. Ăn cũng. Rồi sáng ngủ dậy là cần thiết nhất, là đi bộ. Rồi thí dụ bây giờ mình đã bị vậy, cắt cái mạch máu mình nó bị chèn đó, thì mình hãy tập thể dục, vận động tay chân, vận động cái cổ mình, cái cổ mình. Đau. Không, đau cũng phải ráng. Ví dụ anh xem anh Sang mà làm cho người ta nè, ví dụ như anh cái cầm cái đó, đầu nè, anh hỗ trợ cho vợ anh. Em bắt luôn, em biết luôn, em đó. Em thì nó tim não cũng nó đỡ lắm, bóp đây không chịu nổi. Nó không phải hết bệnh nhưng mà nó sẽ rất là đỡ cho đúng mình. Rồi. Nó sẽ không phát đi là những cái người giống như có nhiều người bị đau nhức biết mà. Có cái chị vừa rồi chứ đau nhức đó. Chỉ co rút cái chân tay lại luôn. Từ ngày ảnh ra clip mà ngày sáng chưa là em thấy không? Cho nên nó cái bệnh á, mình không phải nói mình đợi tới bác sĩ. Chính bản thân mình phải ráng cố gắng tập luyện, người nhà mình á phải hỗ trợ mình nữa thì nó mới đỡ đi một phần nào, chứ không phải là mình nằm đó mình đợi thuốc tây, mình nằm đó mình đợi bác sĩ. Em hiểu không? Lúc bị ăn giảm, anh ăn, em ăn những gì dễ tiêu nha, ăn nhiều rau đó, thì cái gan của em nó không làm việc quá tải. Nếu mà nói về bệnh gan thì đó, qua đây thì bây giờ á, chị gửi cho em trước mắt là cái hũ thuốc này, và chị cũng sẽ giữ lại cái số điện thoại em giữ số điện thoại chị. Yeah. Tại vì ở đây lý do tại sao như vậy, bởi vì hoàn cảnh em nghèo khó khăn, và những gì mà em chia sẻ thì thuốc mang bệnh tật này rất là rõ ràng ha. Thì gì bây giờ chị là muốn để xem coi là cái em có bớt bệnh của em nó có
nó có đỡ hay không, không thì để muốn mà anh Sang có thì chị sẽ gọi cho em để tới anh Sang. Cảm ơn Quân với lại chị là cũng biết này. Em giờ tốt lên. Em 236. Bao nhiêu ngày trước đây tiên nó lại cảm ơn. Nó lớn lên. Mạnh Quân mà giúp đỡ cho em cũng bệnh tật nhiều. Em cũng nhiều chị cũng cảm ơn chị nhìn giúp Sang. Để giúp cho em đau, bớt đau đầu nhức đầu để em đi bán. Giờ có mình ổng làm tháng luôn 5 triệu sao đủ xong. Rồi. Mà giờ thất nghiệp nữa. Bây giờ đó thì dạ. Thì để chút em sẽ lưu lại nha. Thì cái vấn đề đó hoàn cảnh mình tại vì gia đình em có chị em giờ còn chồng với con em đó rồi. Em từ nhỏ lớn giờ em khổ lắm. Vậy cũng có chị đi hỏi chị lên mạng là chị hỏi ba là chị biết hết trơn. Hỏi em ta hỏi gì? Dạ em khổ lắm. Từ nhỏ lớn giờ không cha mày ở với lên mạng hỏi không biết. Quê ở đâu? Em á ở Bình Dương, ba em Bình Dương, mẹ em ở quận Tư, nhưng mà cha mẹ thôi bỏ em ở với bà nội, mà lớn lên thì bị chú ức hiếp rồi em mới lớn lên đi lấy ông này rồi xong rồi em có ở giờ bà nội mất, ba mất rồi giờ mẹ không biết ở đâu, giờ lại chỉ còn có chồng với con em nương tựa thôi. Giờ thôi vậy cũng sao, dạ. Có chồng có con là quý rồi, cha mẹ rồi thì đã qua đời thôi, rồi mình cũng cái chuyện đó là cuộc sống nó vô thường lắm em à. Nhưng mà cái may mắn thứ nhất là em, chị đã nói em đã có chồng và có con, đó là may mắn em ăn thì mang ngủ của em, có nhiều người ta không có được vậy. Nhưng có cái là em đang mang bệnh tật thì mà em kéo dài như vậy được thì cũng nhờ là người đàn ông này. Mà bây giờ là cái quan trọng là em cũng đó giống như những gì chị chia sẻ, mình bệnh phải tự giữ gìn sức khỏe mình, tự chăm sóc bản thân mình. Em dạ. Chỉ mong cho em bớt đau này xong rồi đi bán. Còn cái dịch bệnh nơi này ảnh thất nghiệp á, thì cái này là nói chung tình hình chung. Đúng rồi. Ha? Đó, cho nên nó mình cũng phải cố gắng vượt qua. Đó. Thì thôi, rồi sau khi chị tắt cái đồng clip này, chị sẽ lưu lại cái số của em, và chị cũng cho số chị cho em. Có gì á, khi mà anh Sang rảnh rỗi thì sẽ gọi anh Sa em lại để cho anh Sang ảnh nhấn cái xương, nhấn cái cổ em để cho nó nhẹ. Và em cũng mong anh là xem cái clip sau này là sắp tới là anh sẽ chia sẻ cái cách mà bó muối hộp á, để cho vợ anh đỡ đau đỡ nhức ha. Rồi. Nhất mà nhất mà có đây luôn mà không được luôn á, chịu không nổi luôn. Mà đâu phải đâu nữa, cái đầu này là em bị là em đọc Phật hay đầu chú? Em đọc Phật. Đọc Phật. Cầu nguyện nha. Nhớ ha. Rồi. Sao biết? Hả? À, coi clip anh Sang dặn dò hoài hả? Coi đó biết anh Sang dặn sao là vợ chồng em làm đi chen vậy. Đi chân không ra ngoài đường buổi sáng rồi uống nước, dặn từ ly tí sao là thường quá. Không biết, chứ không biết. Anh xem cái chương trình của anh Sang hồi nào? Lâu chưa? Mới đây à. Em coi lâu anh về mới nói vợ. À, anh coi lâu, còn vợ thì về nói vợ, vợ mới coi. Dạ. Rồi. Thì thôi cái nằm ở nhà tôi đó, nằm ở nhà em cũng nói chung em cũng chịu làm lắm, em làm từ 7 giờ sáng đến 2, 3 giờ khuya. Dạ. Làm 2 ca. Dạ. Vừa làm đủ xong ở đây cái đầu của bên kia, ví dụ như bên kia người ta cần mình nhảy qua nói vậy như là làm thời vụ. Dạ. Thì hôm tới ngày mà đi khám bệnh cái em gầu, có gầu gì không? Tết em gầu tiền làm, em không bao giờ nghĩ nè. Em gầu là gầu tiền, mới sao lương thì vậy rồi lớp mướn. Bây giờ cái hậu khẩu gốc mình đã ở đâu? Ở Củ Chi nhưng mà giờ không có nhà. Không có nhà. Giờ bán nào bán. Giờ mình tạm trú ở đâu? Ở quận 8 chị, phường 3, quận 8. Vậy mình tạm trú quận 8? Dạ lâu rồi. Lâu rồi, mướn nhà. Mướn nhà. Ờ. Mướn tháng 3 triệu rưỡi điện nước. Kệ đi, ráng cố gắng đi. Nói chung trời cũng thương em, như là em mà cái nhà đó em làm chỗ nào người ta chỉ muốn có một mình em thôi, không cần bảo vệ đâu. Thì ngày xưa có nhà hàng Quy Ma đó chị, chị lên lư mạng biết rồi, biết. Ngày xưa còn qua nghiệp vụ cho nên là cách cư xử rồi quậy quá hoặc cách hàng rồi cư xử được hết. Dạ. Mình biết cách mình nói qua qua rồi. Nhờ bởi vì em rồi, em nhìn anh đó gì với em nhìn vợ của anh thì em nghĩ vợ anh cũng may mắn. Dạ. Thôi, có nhiều người nha. Phụ nữ mình mà bệnh hoạn có nhiều người đàn ông hả? Đúng rồi. Nó bỏ luôn á. Em sống nó nói mà. Em lấy cái tiền bò đó là em mua thuốc của nó. Nó bỏ vợ con nó luôn, có nhiều người á. Đây nè, tháng 3 nè, tháng 3 là đi nè mà. Ba bắt lương thì bị giam lại. Đúng rồi, ai cũng hát cả nghiệp. Nước mà. Cả nước, đó, đó. Không phải cả nước mà toàn cầu. Toàn cầu, đó. Thì thôi, giờ thôi. Thì nói chung là lẽ ra là không có mà tiếp nhận em. Nhưng mà
thấy nó nói sơ sơ hồ sơ giấy tờ bệnh quá đi rồi sau đó, đó ghi nhận điều đó cứ hai tháng là đi hai lần giải cho gặp chị để tư vấn thôi chứ em biết là không thể nào giúp được. Tại vì hồi tối này anh mới đi coi nguồn nước về 24 tay là em thấy anh là đang coi nguồn nước mặn ở dưới đầu dưới bến tre đó. Còn lúc khuya rồi sáng đi đến đây cầu nguyện hả? Sao gì sao người nào cũng nói trước khi đến đây để cầu nguyện gặp con sang cho với tôi cho nhỉ? Em biết trước là không có thể nào bắt được. Tại vì là anh đi mới đi coi nguồn nước về anh rất là mệt. Cảnh đổi người ta mới xem cho mình, em mới nói với vợ em, nhưng mà cứ phải là được gặp chị để đi tư vấn để rồi em đi trên đường nãy em giái quá rồi giái là tháng nào để cảnh đổi sao cứu cứu đi. Em là cái cổ với cái đầu con đứa con nhỏ nhất mấy tuổi? 14 tuổi 15 tuổi con gà đó. Rồi bây giờ cũng nghỉ học luôn, nghỉ học đang ở nhà đi học từ ngày bệnh là bắt đầu là nó nghỉ học rồi. Về đi ha, rồi thôi hai ông bà về ráng cố gắng, ráng cố gắng không rồi. Nếu mà em không cố gắng vượt qua thì không có đến ngày hôm nay đâu. Trước giờ em lắm nhưng mà cái bụng nó như bụng cóc. Em muốn biết mà cái bụng của em vậy nè, muốn rút gan với cái chuyện. Em thuốc nam chỉ biết là cây an so lên mạng mấy ông. Ta chỉ người nào chỉ nào là em đi mấy uống cây an so rồi cây đu đủ được, cũng uống cây đu đủ được, uống hết nhưng mà bác sĩ nói cái cơ địa bây giờ em không có chịu thuốc nam. Có này lại không tin, em mới đi cho khác. Tình cờ gặp bác sĩ đó, bên Nguyễn Di Bương á, vô trong nhà ngang mấy chữ với em á là về bằng mọi giá mình kiếm cái bảo hiểm cho vợ anh đi rồi lên đây tôi chỉ cắt đó. Cái cô bác sĩ này nè, cô có tên lên đây đó, rồi bắt đầu chỉ cắt cho số điện thoại cô giúp đỡ nhiều lắm cô này nè. Rồi cắm cho bệnh viện thì tiền thì không có nhiều, triệu mấy đổ lại thôi, nhưng mà quan trọng là ra ngoài mua uống thuốc đó, ở trong đó không có tính bảo hiểm, không có. Mà không có bán, bà giới thiệu lại cái tiệm đó là toàn thuốc Mỹ. 12 triệu là cái hũ thuốc đó là uống 4 tháng. Còn mà rồi đó trị gan hay trị cái não? Bị gan CB. Giờ gan là giảm luôn. Hết luôn. Giảm nhưng mà còn bây giờ bị gan có mỡ, nhưng mà bây giờ lần tái khám là 6 tháng tái khám rồi. Là khẳng định là bớt hẳn hay không là tháng này nè, nhưng mà tháng này em có tìm đi. Cái hũ đó chị nhìn nó chị dùng ngoài đường không ai biết 12 triệu không? Cái gì mượn gì nè, của nước ngoài luôn ha. Nước ngoài đó là chuyên gia mà chị vô á là cái người đó cũng có cảm tình như chị, vừa vô tôi nói ra tôi bán lần này thôi nha, không quay lại gặp tôi nữa nha, nó uống sao kỳ vậy ta. Là chú ông Nguyễn Thị Phương. Rồi cái nó nói sao thì tôi bán luôn hết bệnh anh quay lại đây làm gì chứ tôi chi. Là cảm nhờ cái chị bác sĩ này chị đúng không? Đúng rồi. Cô giúp đỡ nghèo rồi. Bà chị viết đơn. Có gì á chị sẽ lưu lại cái số điện thoại của cái vị bác sĩ đó. Dạ. Biết đâu chừng có ai đó cần chị nhờ cô. Tại vấn đề của anh Sang cũng là thiện nguyện. Dạ. Thì đó thôi được rồi, để chị sẽ lưu lại để mà đi có cái gì mình. Vợ chồng chị giúp. Anh Sang là chị có giúp đời giúp người biết dạ. Sao giúp vậy thôi dạ. Em biết. Bác sĩ nói em là 3 tháng là nếu mẹ không cho chị là chết. Mà nhờ cổ miễn phí chỉ có uống thuốc heo là em là 12 triệu nhưng mà cổ giảm còn có 6 triệu thôi. Trực tiếp giám đốc bệnh viện để cổ mà vô khám là ưu tiên chỉ cho em ưu tiên nhất đi vô là giờ lúc nào là cũng may mắn á. Thì anh thì nói chung là cái tâm từ của anh cũng tốt nè, có chứng thể anh ghi luôn cái số này cho nghe anh làm việc mà hết mình tâm anh tốt thì á trời cũng ban phước lành cho mình thôi cho bác sĩ này luôn chỉ cần số bác sĩ giờ để hồi em lưu lại nha rồi.